Chào các chị em, ngày hôm nay Vân Trang rất là vui khi mà mình lại có thời gian ngồi xuống đây để chia sẻ với mọi người về một vấn đề mà Vân Trang nghĩ là cũng khá là nhạy cảm. Chính vì nhạy cảm cho nên là chị em phụ nữ của mình rất là ngại khi mà nhắc tới vấn đề này. Chính vì ngại cho nên là mình cứ giữ riêng cho riêng mình biết, rồi mình cũng không thể nào tìm được một cái giải pháp để có thể điều trị dứt điểm được cái tình trạng này. Thì quả thật là để về càng lâu càng dài đó, nó sẽ gây ra một cái hậu quả vô cùng là khôn lường. Nói tới đây thì chắc hẳn là mọi người cũng cảm thấy hơi hoang mang, không biết là Vân Trang đang nói về vấn đề gì đúng không? Trang sẽ vào thẳng vấn đề luôn để không làm tốn thời gian của mọi người nữa ha. Thật ra thì Trang thấy là thời đại hiện tại bây giờ thì nó cũng khá là bất an đó mọi người, về cả thức ăn, nước uống, rồi môi trường sống xung quanh mình nữa, rất là dễ gây ra những cái bệnh viêm nhiễm. Và đối với người phụ nữ, cực kỳ quan trọng và cực kỳ nguy hiểm đó chính là bệnh viêm nhiễm về phụ khoa. Với những cái biểu hiện mà Vân Trang sẽ liệt kê ra sau đây, mọi người hãy nhớ lưu ý nha. Ví dụ giống như là mình ra dịch nhầy khá là nhiều nè, rồi dịch tiết dịch trắng nè, và ngã sang màu vàng, màu xanh, và có hơi có cái mùi hôi tanh hoặc là mùi chua, khí hư thì cũng khá là nhiều nữa. Rồi trong cái mối quan hệ, khi mà mình quan hệ cùng với ông xã của mình thì mình lại cảm thấy bị đau rát, bị chảy máu âm đạo, cảm giác ngứa ngáy, khó chịu, không có thoải mái trong cơ thể của mình. Thì đó là một trong những cái biểu hiện mà mình đang bị nhiễm nấm ở vùng âm đạo. Rất là nguy hiểm nha mọi người. Nếu như mà cái tình trạng này để về càng lâu càng dài đó, thì chúng ta rất là dễ bị tăng cái nguy cơ bị mắc u xơ tử cung nè, u nang buồng trứng nè, ung thư cổ tử cung, và có khả năng nhiễm trùng buồng trứng nữa. Nếu như mà cái tình trạng này kéo dài quá lâu sẽ ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của mình, sẽ dẫn đến vô sinh hoặc là ảnh hưởng trực tiếp tới thai nhi đó. Bên cạnh đó thì chưa kể tới cái vấn đề là nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp lên cái đời sống sinh hoạt của mình. Nó làm mình bị viêm nhiễm, bị ngứa ngáy, cảm thấy không có thoải mái. Cho nên là, và cũng chính cái mùi hôi á, nó sẽ làm cho mình cảm thấy rất là ngại và không có tự tin khi quan hệ, khi gần gũi, khi mà yêu đương cùng với ông xã của mình nữa, thì nó cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp lên cái hạnh phúc gia đình của mình nữa. Thì cái điều đó là cái điều mà Vân Trang nghĩ là không nên, không để cho cái tình trạng đó có thể xảy ra ha. Và một cái vấn đề nữa Trang thấy là hầu như rất là nhiều những cái chị em phụ nữ của mình có một cái chu kỳ kinh nguyệt nó không có đều. Khoảng cách giữa chu kỳ này và chu kỳ sau á, nó quá dài, dài trên 35 ngày, còn có người thì quá ngắn, lại dưới 20 ngày. Và cũng có những người cái chu kỳ kinh nguyệt nó kéo quá dài đi. Mọi người hình dung một tháng chỉ có 30 ngày thôi, mà cái chu kỳ kinh nguyệt của mình nó đã mất từ 15 cho tới 20 ngày rồi, thì coi như là tiêu, còn gì đâu mà tận hưởng cuộc sống nữa đúng không mọi người. Luôn luôn lúc nào cũng phải tất bật vì nó. Chưa kể là khi mà chúng ta có một cái chu kỳ kinh nguyệt dài như vậy, kèm đau bụng kinh nữa, máu thì bị mất rất là nhiều. Chính vì mất máu nhiều cho nên là cơ thể của mình nó sẽ bị thiếu sắt, mà thiếu sắt sẽ trở nên vàng vọt, xanh xao, rồi mình bị không có tập trung, cơ thể của mình nó lại bị suy nhược nữa. Chính vì vậy mà cái chất lượng cuộc sống của mình nó cũng bị giảm sút đi rất là nhiều luôn. Vân Trang nghĩ là đối với những chị em phụ nữ ở thời hiện đại bây giờ rồi, thì chúng ta không nên để những vấn đề mà Vân Trang vừa mới kể lúc nãy ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của mình ha. Cuộc sống của mình là do mình quyết định thôi, mình phải tìm một cái giải pháp để có thể giải quyết triệt để những cái vấn đề mà Vân Trang nêu lên. Thì đó cũng chính là lý do mà ngày hôm nay Vân Trang chia sẻ với mọi người một sản phẩm, đó chính là Lady Care V. Viên uống Lady Care V này là một cái sản phẩm được độc quyền ứng dụng hợp chất background của tập đoàn Naturex của Mỹ. Đó, thì cái hợp chất background này bao gồm là những cái hỗn hợp bột vỏ của quả Nam Việt Quốc, đã được nhận 6 bằng sáng lập tại Mỹ và 2 bằng sáng lập tại Úc. Bên cạnh đó thì Lady Care V còn được tin tức thời sự y tế 24 giờ trên VTV1 đưa tin, cho nên là mọi người có thể khá là yên tâm về độ an toàn cũng như là chất lượng của sản phẩm. Jay sẽ chia sẻ một tí xíu rõ hơn về cái hợp chất background này. Đây là một cái hợp chất có thể giúp chống lại cái sự bám dính của những vi khuẩn gây hại
trên đường tiết niệu cũng như là niêm mạc tử cung. Chính vì vậy mà nó sẽ đẩy hết những cái viêm nhiễm ra bên ngoài cơ thể của mình. Bên cạnh đó thì còn làm cân bằng cái độ pH bên trong vùng âm đạo của mình ha, rồi làm giảm cái khả năng tái nhiễm rất là cao. Trang thấy thì hiện tại trên thị trường cũng có khá là nhiều những cái sản phẩm để điều trị viêm nhiễm phụ khoa. Tuy nhiên thì Trang thấy là cái dạng đặc viên nén đặc á, đặt vào trong âm đạo, hoặc là mình sử dụng cái dạng là dạng xông. Tuy nhiên thì Trang sẽ phân tích với mọi người cái lợi và cái hại. Cái lợi là mình thấy rất rõ là cái viên nén khi mà mình đặt vào âm đạo đó thì nó sẽ có tác dụng là diệt được vi khuẩn, và chắc chắn là mình sẽ hết cái tình trạng viêm nhiễm đó. Tuy nhiên thì vừa giết cái vi khuẩn gây hại mà cũng giết luôn cả những cái vi khuẩn có lợi, cho nên là nó sẽ làm khô ráp cái vùng âm đạo của mình, rồi dẫn đến khi mà mình yêu, mình quan hệ thì nó lại làm mình cảm thấy rát hơn, bởi vì nó cũng không có cân bằng được cái độ pH cho mình nè. Rồi bên cạnh đó thì cái khả năng tái nhiễm rất là cao ha. Chính vì vậy mà mọi người biết là Lady Kerry rất là tự hào là cái viên uống đầu tiên có khả năng trị được những cái viêm nhiễm phụ khoa. Rất là tiện lợi luôn, đúng không mọi người? Và cách sử dụng cũng rất là đơn giản nữa. Đối với những ai mà bị viêm nhiễm, tình trạng viêm nhiễm khá là nặng đó, thì mọi người có thể uống 3 viên mỗi lần, và mỗi ngày chúng ta uống 2 lần ha. Còn đối với những ai mà khi mà chúng ta uống một khoảng thời gian rồi thì chúng ta đã giảm bớt cái tình trạng đó rồi, thì mọi người chỉ cần uống là 2 viên mỗi lần, và mỗi ngày 2 lần thôi. Đó, đây, một cái viên uống như thế này nè mọi người, có một cái màu tím rất là quý phái, rất là hợp gu các chị em phụ nữ của mình ha. Đối với những bạn nào mà bị chu kỳ kinh nguyệt không đều, mình bị đau bụng kinh, thì mình có thể uống làm mỗi lần 2 viên và mỗi ngày mình uống 2 lần. Đối với những ai mà bị viêm nhiễm khá là nặng thì chúng ta uống mỗi ngày 2 lần, mỗi lần là 3 viên ha. Khi mà mình uống một cái khoảng thời gian, mình sẽ thấy là cái tình trạng của mình giảm bớt rồi, thì mình sẽ giảm liều lượng lại. Mình uống mỗi ngày vẫn 2 lần nhưng mỗi lần chỉ 2 viên thôi. Vân Trang chia sẻ một tí xíu để cho mọi người không phải hoang mang ha. Khi mà chúng ta uống viên uống Lady Kerry trong cái khoảng thời gian đầu đó thì khí hư sẽ ra nhiều hơn, dịch nhầy cũng tiết ra nhiều hơn. Nhưng mọi người đừng lo lắng, không có vấn đề gì cả. Cứ tiếp tục sử dụng đi nha. Đừng có thấy vậy rồi sợ rồi mình dừng lại, mình không sử dụng tiếp thì không được đâu. Cái gì cũng vậy hết, cái gì mình cũng phải thật là kiên trì sử dụng thì nó mới có hiệu quả lâu dài nha. Trang giải thích cho mọi người hiểu rõ sở dĩ có cái hiện tượng như vậy là tại vì cái viên uống này tác dụng lên trên cơ thể của mình đang rất là tốt đó mọi người, giống như là cơ thể của mình hợp gu với viên uống vậy đó, cho nên là tất cả những cái thứ viêm nhiễm tận sâu bên trong cơ thể của mình sẽ được đẩy ra hết phía bên ngoài, cho nên là mình thấy nó sẽ ra rất là nhiều khí hư và vi khuẩn ra nhiều. Thì khoảng sau một cái khoảng thời gian mình sử dụng đó thì cái khí hư nó sẽ bớt đi, không còn nữa, và cái vùng âm đạo của mình nó sẽ trở nên sạch sẽ hơn, không còn những cái dịch nhầy viêm nhiễm nữa ha. Mọi người cũng không có còn cái cảm giác ngứa ngáy. Chính vì vậy mà mình cũng sẽ cảm thấy thoải mái hơn rất là nhiều. Lady Kerry tự hào là viên uống đầu tiên có khả năng trị được viêm nhiễm phụ khoa. Trang đã thử sử dụng rồi và cảm thấy vô cùng là thích. Hy vọng là mọi người cũng sẽ thử giống như Vân Trang, xem coi cái tác dụng của nó lên trên cơ thể của mình có giống như những gì Vân Trang chia sẻ hay không ha. Trang hy vọng là với những chia sẻ của Vân Trang thì mọi người sẽ có thêm một cái sự lựa chọn nữa để có thể nâng cao được chất lượng cuộc sống của mình, có thể bảo vệ cho sức khỏe của mình, và quan trọng hơn hết là bảo vệ cho hạnh phúc gia đình mình. Xin cảm ơn các chị em rất là nhiều, và hy vọng là Trang sẽ có một cái dịp nào đó để có thể chia sẻ thêm những cái sản phẩm tốt hơn nữa để các chị em có thể bảo vệ cho sức khỏe của mình, bảo vệ cho hạnh phúc gia đình của mình mọi người nha. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.